Theo báo cáo của Saville, trong bối cảnh lợi nhuận tiếp tục tăng với mức giá tăng cao và lợi suất cho thuê khả quan, số lượng các nhà đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nước ngoài gia nhập thị trường hạng sang sẽ ngày một tăng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những doanh nghiệp này sẽ mang theo dòng vốn đầu tư lớn và giới thiệu thêm nhiều mô hình bất động sản cao cấp tới thị trường nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở sửa đổi cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam đã tạo ra nhu cầu đầu tư bất động sản cao cấp từ các quốc gia lân cận. Từ năm 2015, chính sách này có hiệu lực, tỷ lệ người nước ngoài sở hữu tại nhiều dự án cao cấp đã đạt mức giới hạn cao nhất, trong đó chủ yếu là người mua nhà đến từ Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc phát triển bất động sản hạng sang hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn